Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Lập Trình Online. Thì tôi là Vận Nguyên. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn là một cái ứng dụng xử lý authentication ở trong React. Thì ứng dụng xử lý authentication thường chúng ta sẽ có các chức năng như là login, chức năng register. Đó, thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn làm cái chức năng đăng ký. Thì đầu tiên thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về cái flow xử lý của các chức năng này. Thì đây là một cái hình minh họa xử lý cho cái chức năng register và chức năng login. Thì khi người dùng người ta truy cập cho cái website á, thì đầu tiên thì nếu mà người dùng người ta chưa đăng ký á, thì chúng ta sẽ điều hướng người dùng đến một cái trang gọi là trang registration, là cái trang đăng ký hay là cái trang register á. Thì khi mà người dùng người ta nhập cho cái dữ liệu cho cái form ở trên cái trang register, và khi người dùng click cho submit cái data đi á, thì cái website của chúng ta nó sẽ gửi data xuống phần RESTful API, và ở cái phần RESTful API thì nó sẽ xử lý và lưu trữ cái data liên quan đến người dùng vào trong database. Còn đối với cái trường hợp mà nếu mà người dùng người ta đã đăng ký thì người dùng người ta có thể đi xuống cái trang login, và ở trang login thì nếu mà người dùng người ta quên password thì trên cái form login chúng ta có thể để cái link để cho người dùng người ta thực hiện cái việc mà reset hay là request một cái password mới đó. Còn nếu mà người dùng người ta login, người ta nhập username và password bình thường á, thì ở đây chúng ta sẽ đi kiểm tra và xử lý, check xem là cái password nó có đúng hay không. Nếu mà password đúng thì chúng ta sẽ cho phép người dùng người ta login cho hệ thống, còn nếu mà sai thì chúng ta sẽ show lỗi lên ở trang login. Thì đây là một cái flow xử lý đơn giản của cái chức năng login và chức năng register. Thì về cái phần mà xử lý để mà lưu trữ thông tin vô database á, thì ngoài dự án thực tế thì nó sẽ có một cái team gọi là team backend, người ta sẽ phụ trách cái việc mà viết mấy cái RESTful API để mà xử lý, để mà lưu trữ thông tin người dùng vô database. Thì người ta sẽ sử dụng một số cái công nghệ ở phía backend như là Node.js này, Java này, hoặc là .NET để mà xử lý cái phần RESTful API này. Còn hôm nay thì tôi sẽ đi demo cho các bạn tạo ra một số cái API mock để mà xử lý, để mà mock cho mấy cái RESTful API này. Và việc của chúng ta thì ở cái ứng dụng React á, thì chúng ta chỉ cần con mấy cái RESTful API này để xử lý. Thì ví dụ như là trong quá trình phát triển ứng dụng chẳng hạn, thì cái phần RESTful API ở bên phía server, nếu mà người ta chưa kịp làm xong á, thì chúng ta có thể mock mấy cái API để mà xử lý cho mấy chức năng login và register. Thì hôm nay tôi sẽ đi demo cho các bạn làm cái chức năng register trước. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn init cái project React, và sau đó thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn demo làm cái chức năng register. Thì quay lại cái Photoshop code, thì ở đây tôi có một cái Photoshop code này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn init cái project ở đây. Thì tôi sẽ mở cái CMD ở trong cái Photoshop code này lên. Đây tôi sẽ có CMD này, cái editor này. Đó, và nó show lên cái terminal của tôi như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ init cái project này, thì tôi sẽ sử dụng Jan. Tôi sẽ sử dụng Jan React App để mà init project này. Như tôi có một cái project gọi là Demo Basic Authentication chẳng hạn. Rồi theo tôi nhấn Enter để nó init cái project cho tôi này. Rồi, nó đã init cái project xong này. Thì bây giờ tôi sẽ mở VS Code lên này. Và tôi sẽ đi open cái project này. Thì ở đây là cái VS Code của tôi này. Tôi sẽ open cái folder chứa cho code thôi. Đây, tôi sẽ mở cái project, cái folder là Demo Basic Authentication này. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn tải cái project đây này. Thì tôi sẽ mở một cái terminal này. Tôi sẽ vô cái phần terminal và tôi sẽ new một cái terminal này. Và tôi sẽ có gian tải để nó tải cái project đây này. Đó, thì nó đã tải cái project này bình thường này. Đó. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn cài đặt một số cái thư viện để mà sử dụng ở trong cái project này.
Thì đầu tiên thì tôi sẽ cần phải sử dụng cái thư viện Bootstrap. Thì tôi sẽ cài đặt cái thư viện Bootstrap, VS Bootstrap. Thì nếu mà các bạn nào chưa biết về cái thư viện VS Bootstrap thì các bạn vô cái trang VS cái trang bootstrap.netdefi.app để tìm hiểu. Thì tôi sẽ sử dụng cái thư viện này để hỗ trợ để mà làm một cái form như là form visitor chẳng hạn cho nó nhanh. Đó, thì tôi sẽ vô cái trang VS cái trang bootstrap.netdefi.app và tôi sẽ vô một get up này. Thì ở đây thì nó có cái phần hướng dẫn cài đặt này, thì tôi sẽ đi cài đặt. Thì các bạn thể cài đặt thông qua đằng npm, tôi sẽ cài đặt thông qua đằng giả. Thì tôi sẽ copy tên cái hai cái thư viện này. Rồi tôi quay lại VS Code này. Thì quay lại VS Code thì tôi sẽ click vào cái dấu cộng này để tạo ra một cái terminal mới này. Thì tôi sẽ có định danh add React Bootstrap và Bootstrap này. Rồi theo tôi sẽ nhấn enter để nó cài đặt hai cái thư viện này cho tôi. Rồi nó đã cài đặt xong này. Thì check ở cái file back distribution thì bây giờ tôi có thêm cái thư viện Bootstrap này và React Bootstrap này. Đó. Thì cái thư viện Bootstrap thì cái version của nó là 5.3.2 này. Rồi React Bootstrap là cái version 2.10.0 này. Đó. Thì đây là cái version mới nhất ở tại cái thời điểm mà tôi quay cái video này. Thì nếu mà các bạn nào mà xem cái video này ở các thời điểm trong tương lai á, thì tôi khuyên là các bạn nên cài đặt cùng với lại cái version của tôi. Thì để mà cài đặt được Bootstrap và React Bootstrap cùng với lại cái version của tôi thì các bạn cài đặt như sau. Thì các bạn sẽ có là gen add React Bootstrap rồi theo là A cộng theo là cái version. Ví dụ như là React Bootstrap là version 2.10.0 này thì các bạn sẽ có 2.10.0. Đó. Đây này các bạn nhớ thêm cái này rồi. Rồi theo là cái Bootstrap thì các bạn thêm A cộng và cái version là 5.3.2. Đó, rồi các bạn nhấn enter thì nó sẽ cài đặt hai cái thư viện này cùng với lại cái version của tôi ở trên cái máy này. Đó. Thì tôi khuyên là các bạn nên cài đặt cùng với lại cái version của tôi để tránh trường hợp mà nó phát sinh ra những cái lỗi không mong muốn. Đó. Rồi tiếp theo thì tôi đi hướng dẫn cho bạn cài đặt thêm một cái thư viện nữa, là cái thư viện là React Countdown. Thì các bạn hãy vô cái trang react-router.com. Thì tôi sẽ cần phải sử dụng cái thư viện là react-router.dom để mà thực hiện xử lý cái việc mà routing hay là xử lý cái việc mà điều hướng di chuyển giữa cái trang thì tôi sẽ cần phải sử dụng cái thư viện này. Đó, thì các bạn vô cái trang react-router.com này để tìm hiểu này. Rồi các bạn vô mục I am new này. Thì ở đây thì nó có hướng dẫn các bạn cài đặt này. Các bạn hãy cài đặt thông qua thằng npm này. Đó. Thì tôi sẽ cài đặt cái thư viện React Countdown này thông qua thằng Giang. Đây tôi sẽ copy cái tên thư viện này. Rồi theo tôi sẽ quay lại source code của tôi này. Đây tôi sẽ quay lại cái terminal và tương tự tôi cũng gen add. Và tôi sẽ gen add React Countdown này. Đó, tôi nhấn enter để nó cài đặt này. Đó thì các bạn để ý là trên này thì bây giờ nó có thêm cái thư viện React Countdown hay là cái dependency là React Countdown version là 6.21.3 này. Đó thì tương tự thì các bạn cũng nên cài đặt cái thư viện React Countdown cùng với lại cái version của tôi ạ. Thì các bạn cũng tương tự thì các bạn cũng dàn add React cái trang router cái trang DOM theo là A cộng với cái version là 6.21.3 đằng sau để nó cài đặt cùng với lại cái version của tôi. Đó, rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn xây dựng cái trang giao diện visitor chẳng hạn. Thì trước khi mà xử lý cái phần giao diện ấy thì tôi cần phải config một số cái như sau. Thì đầu tiên thì đối với cái phần Bootstrap thì để mà sử dụng được Bootstrap thì tôi cần phải import cái file bootstrap.bin.cs cho thì tôi sẽ copy cái dòng import ở đây này. Đó. Tôi sẽ pass vô trong cái file index.js đây này. Đó. Rồi theo tôi sẽ đi define ra một số cái rào, một số cái đường dẫn để mà xử lý cho cái việc mà điều hướng di chuyển ở trong cái ứng dụng của tôi. Thì ở chỗ cái file index.js này, thì ở chỗ này tôi sẽ define ra mấy cái rào như sau. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái router router này. Đó. Tôi sẽ có cái router router. Rồi theo là ở bên trong thì tôi sẽ có cái rào s.
Và bên trong route S thì tôi sẽ có các route con để mà define ra mấy cái route cho mấy cái đường dẫn này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ cho cái đường dẫn tới cái trang home, và tôi sẽ có cái route, có cái path là bằng xuyệt xuyệt tức là đường dẫn tới trang home. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái element. Rồi cái route này tôi còn phải import vô nữa. Đây, tôi sẽ import vô này. Rồi cái element này ở chỗ này chẳng hạn như là tôi sẽ cho nó là cái app command ở đây này. Đây, đối với trang home thì tôi sẽ để cho nó là cái trang tôi sẽ cho nó gọi đến cái app command ở đây. Đó. Rồi theo chẳng hạn như tôi viết cho say này. Đó. Rồi theo chẳng hạn như là tôi sẽ mở cái file app.js lên và tôi sẽ sửa lại cái content của nó này. Thì chẳng hạn như tôi sẽ có cái H1 ở đây nè, chẳng hạn như là home page chẳng hạn. Rồi theo tôi sẽ lên chỗ save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Tôi sẽ quay lại trang giao diện này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó xong cái test home page cho tôi này. Đó. Rồi theo thì tôi sẽ đi define ra một số cái route trong cái trang như là visitor chẳng hạn. Đây, tôi sẽ quay lại cái file index.js này. Đây, tôi sẽ copy cái route này và tôi sẽ đi define ra cái route cho cái trang visitor. Đây, tôi sẽ có cái path là bằng xuyệt visitor. Rồi cái element thì tôi sẽ gọi đến cái visitor element. Đó. Rồi theo tôi sẽ đi tạo ra cái file công lần là visitor.gx. Đó, rồi theo tôi sẽ có cái tag là ACDC để nó tạo ra một cái React Class Component cho tôi. Đó, thì bây giờ các bạn thấy này, nó tạo ra một cái Class Component cho tôi này. Ở đây chẳng hạn thì tôi sẽ để cái tag là ví dụ Editor Page chẳng hạn. Rồi theo tôi biết cho save này. Rồi quay lại cái file index.js thì tôi sẽ import cái Editor rồi này. Rồi theo tôi biết cho save này. Rồi theo thì nên lại trình duyệt này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ đi đến cái trang Digiter thì tôi sẽ xuyệt Digiter này, nhấn Enter này thì nó đang show lên trang trắng, thì tôi không biết là nó có lỗi gì. Tôi sẽ đi vô source code và tôi kiểm tra lại này. À, cái chỗ route này tôi đang để sai này. Đó, tôi đang để sai nên nó không show lên gì này. Tôi cần phải sửa lại cái route như vậy này, Digiter này. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là nó xong lên cái test là visitor page rồi này. Đó. Rồi theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là design cái giao diện cho cái trang visitor page này. Thì tôi sẽ sử dụng cái thư viện Bootstrap. Tôi sẽ sử dụng mấy cái component của cái thư viện Bootstrap này để mà design lên cái giao diện. Đó thì các bạn hãy vô cái trang React gạch ngang Bootstrap.netdefi.app để tìm hiểu này. Thì ở trong này nó có rất là nhiều cái component khác nhau này. Thì đầu tiên là cái phần về cái out này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái component gọi là container. Thì tôi sẽ copy chỗ này vô này. Đây tôi sẽ quay lại cái trang editor.gx này. Chỗ này tôi sẽ return về container này. Đây tôi sẽ pass với cái code của thằng Bootstrap rồi này. Tôi sẽ import mấy cái component như là container này, lâu rồi này. Rồi cái column này tôi sẽ bỏ đi này. Rồi cái container này tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính gọi là float. Float để cho nó float để cho nó lấy hết cái chiếm hết cái trang giao diện của cái màn hình luôn ạ. Chiếm hết 100% cái trang giao diện của cái màn hình luôn. Rồi theo là chỗ cái row này. Thì tôi sẽ cho nó cái tag name. Tôi sẽ cho nó cái class name là Justify Content Center. Đây, tôi sẽ cho nó cái class là Justify cái ngang content, cái ngang MD, cái ngang center như vậy. Tôi theo thì ở trong cái row này tôi sẽ có cái thẻ gọi là column. Đây, tôi sẽ import cái column từ cái thư viện React Bootstrap luôn. Rồi theo thì trong cái column này thì bây giờ tôi sẽ có một cái tag chẳng hạn. Đây tôi sẽ quay lại cái trang React Bootstrap này. Thì ở đây nó có cái tag này. Đó thì tôi sẽ sử dụng một số cái
Tôi sẽ dùng một cái cạc để design cái form. Thì ví dụ là tôi sẽ sử dụng cái cạc này này. Đây, tôi copy ở chỗ này này. Rồi, theo tôi sẽ quay lại cho code này. Tôi sẽ pass mấy cái cạc của tôi vào đây. Thì đầu tiên thì tôi sẽ format lại số code này. Thì cái cạc header thì tôi sẽ có cái title của trang chẳng hạn như là visitor now chẳng hạn. Và theo là cái cạc body. Cạc body thì mấy cái phần này tôi sẽ bỏ đi. Thì trong cái body cạc body tôi sẽ có một cái form. Thì các bạn quay lại cái trang React Bootstrap này, thì các bạn đi vào cái phần form này này. Thì chẳng hạn như là tôi sẽ copy cái form này vô và tôi chỉnh sửa lại đây. Đây tôi sẽ paste cái form vô đây. Rồi tôi cũng sẽ import cái form này. Thì ở đây thì cái form á thì nó có hai cái thư viện. Nó có hai cái công năng form từ hai cái thư viện là React Auto DOM và React Bootstrap, thì các bạn sử dụng cái form từ cái thư viện React Bootstrap nha. Rồi tôi sẽ import cái button vô này. Đây tôi cũng import cái button từ cái thư viện là React Bootstrap rồi. Rồi theo chẳng hạn như bây giờ tôi đi chỗ save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Tôi sẽ quay lại cái ứng dụng của tôi này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái form editor của tôi thì bây giờ nó có cái giao diện như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn viết style để chỉnh sửa lại cho cái trang editor này. Đây tôi sẽ quay lại số code này. Thì đầu tiên là cái cạc thì tôi sẽ chỉnh lại cái width, cái chiều rộng của nó này. Tôi sẽ cho nó cái style đây. Thì tôi sẽ cho thuộc tính width này. Thì tôi sẽ cho nó là 35 RAM chẳng hạn. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái mặt top. Thì tôi sẽ cho là 200 pixel. Rồi theo tôi sẽ đi cho size này. Rồi theo tôi lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái form của tôi bây giờ là trông nó đã bé lại rồi này. Rồi theo tôi sẽ viết style để chỉnh cái form của tôi nó ra giữa này. Thì ở chỗ cái column này này. Thì tôi sẽ cho nó cái MD bằng auto. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi lên lại trình duyệt này. Đó thì các bạn thấy là cái form editor bây giờ nó đã chỉnh ra giữa tôi này. Rồi theo thì cái phần cả header là cái phần có cái test editor nào này, thì tôi sẽ chỉnh một số cái style cho nó đẹp hơn. Đây, chỗ cả header này thì tôi sẽ cho nó cái đầu tiên là cái app này. Thì tôi sẽ cho nó bằng cái thẻ là thẻ H5. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái style. Thì tôi sẽ cho nó cái đầu tiên là cái padding top này. Tôi sẽ cho là 20 pixel. Rồi theo tôi sẽ cho nó cái padding bottom. Tôi sẽ cho là 20 pixel. Rồi theo tôi sẽ đi cho save này. Rồi tiếp theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Đó thì lên lại trình duyệt thì các bạn thấy là cái test digital nào thì bây giờ trông nó đã bự hơn rồi này. Rồi theo tôi sẽ chỉnh cái tay để cho nó cần cái test này ra giữa này. Thì tôi sẽ chỉnh như sau. Thì ở chỗ cái container fruit này tôi sẽ cho nó cái style này. Thì tôi sẽ cho nó cái test ở này. Thì tôi sẽ cho là center. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi lên lại trình duyệt này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái test nó đã chỉnh ra giữa tôi này. Rồi theo thì mấy cái view như là email bắt buộc thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa lại. Thì đối với cái form editor này thì tôi sẽ có một số cái view như là view username này, view bắt buộc và view email. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi chỉnh sửa lại như sau. Thì cái field email á, thì tôi sẽ chỉnh sửa cho nó xuống ở cái dưới cái field password này. Rồi mấy cái test test này này tôi sẽ bỏ đi này. Thì
đối với cái field đầu tiên tôi sẽ có cái field gọi là username, thì chỗ này tôi sẽ sửa thành này lại thành là username. Đấy, cái chỗ form của chỗ này đi tôi sẽ sửa thành là form basic username. Rồi cái tag tôi sẽ sửa lại thành là tab. Và chỗ này holder tôi sẽ sửa lại là enter username. Đó, rồi theo là cái field password. Field password thì tôi để như cũ. Rồi này, tiếp theo là cái field email. Thì chỗ này tôi sẽ bỏ đi cái dòng dòng test này đi. Đó, field email thì tôi sẽ để cái label là email này. Rồi cái này holder tôi sẽ để là enter email này. Rồi cái checkbox này tôi sẽ bỏ đi. Đó, rồi theo là cái button. Button thì tôi sẽ sửa thành là button size này. Rồi theo tôi sẽ đích cho say này. Rồi theo nên lại trình duyệt này. Thì bây giờ tôi có ba cái field là username này, password, email này. Thì bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn chỉnh sửa lại mấy cái style cho mấy cái label như là username, password, email này cho nó căn về bên trái cho nó đẹp. Thì tôi sẽ cho nó cái class name là bằng d cái ngang class. Đây, sẽ cho nó cái class name này. Copy cái class name này xuống cho mấy cái label của nạn. Đó, rồi theo tôi nick cho say này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là mấy cái label nó đã căn về bên trái của tôi này. Đó. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn móc mấy cái API để mà xử lý cho cái form editor này. Thì tôi sẽ móc cái API để mà lưu trữ mấy cái thông tin như là thông tin về người dùng chẳng hạn. Thì để móc được mấy cái API thì tôi sẽ sử dụng cái thư viện gọi là thư viện JSON server. Thì các bạn hãy vô cái trang npmjs.com này, và ở cái phần search này thì các bạn search là JSON server. Thì đây này, thì đây là cái thư viện JSON server. Thì cái thư viện này nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái việc móc data. Đó, thì để mà cài đặt thì các bạn có thể run cái npm install JSON server này để cài đặt cái thư viện này. Thì bây giờ tôi sẽ điều cho các bạn cài đặt này. Tôi sẽ copy cái này này. Và tôi sẽ mở cái CMD này này. Đây. Và tôi sẽ bắt cái này npm install JSON server này. Thì để mà thì khi mà các bạn run cái này này thì nó sẽ cài đặt cái thư viện này. Tuy nhiên thì các bạn nên thêm cho nó cái tùy chọn là trừ G này này. Đó, để nó cài đặt cái thư viện này ở global để các bạn thể sử dụng nó được dễ dàng hơn, để cho nó sử dụng nó có cái permission nó cao hơn á. Rồi theo tôi nhấn enter để nó cài đặt này. Rồi nó đã cài đặt xong này. Đó, rồi theo thì tìm hiểu về cái cách sử dụng của nó thì các bạn thể tham khảo cái phần GCD đây này. Thì các bạn thể tạo ra một cái file như là db.json này, và trong cái file db.json thì các bạn sẽ define, các bạn sẽ định nghĩa mấy cái data mà các bạn muốn móc á. Rồi theo thì để mà run cái móc API này thì các bạn phải run cái deck npx json cái trang server db.json, thì nó sẽ tạt cái móc server này cho các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn tạt được cái API móc với lại cái json server này. Thì tôi sẽ quay lại source code này. Thì ở trong cái folder source code này bây giờ tôi sẽ new một cái folder. Tôi sẽ tạo một cái folder gọi là folder móc server này. Rồi tiếp theo tôi sẽ new một cái terminal mới này. Và trong cái terminal này tôi sẽ đi đăng cái next NPS JSON server này, DB JSON này. Đây tôi sẽ copy cái next này. Và tôi sẽ pass cái next của tôi vào cái terminal này. Và tôi sẽ thêm cho nó một cái tùy chọn nữa là chỉ port. Và tôi sẽ run nó với cái port này gọi là port 4000. Và chỗ này tôi sẽ thêm cho nó cái folder gọi là mock server. Rồi xuyệt DB JSON này. Thì ở trong cái folder mock server này tôi phải tạo ra cái file gọi là file db.json. Đó. Rồi theo thì tôi sẽ giải thích cho bạn về cái lệnh này. Thì nếu mà các bạn run cái lệnh npx json server và cái file db.json của bạn như cái hướng dẫn ở đây này, thì mặc định thì nó sẽ tạt cái mock server của bạn ở cái port gọi là port 3000. Thì cái port 3000 thì nó lại đụng với lại cái port của cái ứng dụng React. Thế nên là tôi sẽ thêm cho nó cái thuộc tính là trừ port 4000 như vậy.
Đó, rồi theo tôi nhấn Enter để nó tạo cái mock API cho tôi này. Đó, thì nó đã tạo lên rồi này. Đó. Rồi theo chẳng hạn như là trong cái file db.json này chẳng hạn thì tôi sẽ đi mock cái data cho nó chẳng hạn. Chẳng hạn như tôi sẽ mock cho cái API gọi là user chẳng hạn. Đây, tôi sẽ tham khảo cái phần mock data nó này. À, tôi thiếu mất cái dấu nháy đơn này. Đây, tôi sẽ cần này bỏ nó trong cái dấu nháy như vậy đó. Rồi theo tôi mới cho save này. Rồi theo chẳng hạn như là tôi test thử cái việc mà mắc cái API duyệt user thử này. Đây, tôi sẽ copy cái URL này này. Đó thì nó trả về cho tôi cái data rỗng như vậy. Đó vì ở trong cái file db.json này do là tôi chưa có define mấy cái data cho mấy cái user. Thì tiếp theo tôi sẽ đi demo cho các bạn thực hiện cái việc mà con cái AI để mà lưu trữ data vô trong cái file db.json này. Thì tôi sẽ quay lại cái trang editor này và tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm này. Thì để mà tương tác được với mấy cái ô test field như là username, password này, email này thì tôi cần phải define ra một cái biến tây để mà tương tác với mấy cái ô test field này. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn như sau. Thì ở trên này tôi sẽ khởi tạo ra cái gọi là constructor. Thì ở trong cái trường hợp constructor này thì tôi sẽ define, tôi sẽ định nghĩa một cái biến tây trong này này, thì tôi sẽ có div chấm tây và tôi sẽ bằng này, thì tôi sẽ define ra một cái biến tây như sau. Đầu tiên tôi sẽ có cái biến id này, tôi sẽ cho cái giá trị nó là rộng này, chuối rộng này, rồi theo là cái username thì tôi cũng cho cái giá trị khởi tạo là bằng chuối rộng này, rồi theo là cái password thì tôi cũng cho nó cái giá trị khởi tạo là cái chuối rộng này, rồi cuối cùng là cái email. Rồi theo thì tôi sẽ set mấy cái ô test field này, tôi sẽ set cái value là bằng mấy cái biến tây này. Đây tôi sẽ cho nó cái value này, tôi sẽ gọi div này chấm tây này, chẳng hạn như là ứng với cái field username thì tôi sẽ cho nó cái value bằng div chấm tây chấm username. Rồi tương tự mấy cái field còn lại như là password này, tôi sẽ copy và tôi chỉnh sửa lại này, thì tôi sẽ cho nó cái value là div chấm tây chấm password. Theo là email thì tương tự tôi cũng cho nó cái value là bằng div chấm tây chấm email. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi tiếp theo thì khi mà người dùng người ta nhập data cho mấy ô test field này thì tôi sẽ có mấy cái sự kiện như là sự kiện on-chain, và sự kiện on-chain thì tôi sẽ đi thực hiện set lại cái value cho mấy cái biến tay. Bây giờ tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn như sau. Đây tôi sẽ có cái sự kiện on-chain ở đây. Thì sự kiện on-chain thì tôi sẽ có cái row function này, thì tôi sẽ set lại cái value cho mấy cái biến tay này, thì tôi sẽ có cái tham số truyền vào là event này, và tôi sẽ có cái arrow function này là tôi sẽ gọi đi chấm tay đi chấm set tay, và chỗ này chẳng hạn như tôi sẽ set lại cái biến tay cho cái biến username chẳng hạn, thì tôi sẽ set lại cái value từ cái event, tôi sẽ gọi event này gọi target và tôi sẽ chấm value để lấy ra cái value. Rồi tương tự tôi sẽ copy cái hàm on-chain này cho mấy cái field còn lại như là field password này. Thì phiên password thì ở chỗ này tôi sẽ set lại cái tay cho cái biến tay là password. Đây tôi sẽ set lại cái tay là password đây đó. Rồi theo là email thì tương tự tôi sẽ có hàm ở trên này và tôi sẽ set lại biến tay cho cái biến email này. Rồi theo tôi biết cho save này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này, nên lại trình duyệt thì tôi sẽ impact trình duyệt này.
chương trình Việt á, nếu mà các bạn đã cài đặt cái công cụ gọi là React Developer Tool á, thì nó sẽ có một số cái tab như là Component này, Finder này, thì các bạn đi vào cái tab Component này này, thì các bạn đi vào cái phần Editor này, thì các bạn để ý này, ở đây nó có mấy cái biến tay như là email, ID, password, username này. Thì hiện giờ các bạn thấy là cái giá trị khởi tạo của nó là rỗng này. Tiếp theo chẳng hạn thì tôi sẽ nhập vào cái test nào cho cái biến username chẳng hạn như là ABC chẳng hạn. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là cái biến tay nó đã cập nhật lại cái value là ABC. Rồi, tiếp theo tôi sẽ điều cho các bạn xử lý sự kiện nick khi mà nick cho cái button save này này. Khi nick cho button save chúng ta sẽ đi thực hiện là cái việc mà còn cái test full API này, và chúng ta sẽ do data vô trong cái file JSON ở đây này. Đó. Rồi, theo tôi sẽ quay lại VS Code này. Thì ở chỗ button này thì tôi sẽ cho nó cái sự kiện gọi là onNick. OnNick này tôi sẽ có cái param chuyển vô là event này. Và tôi sẽ có cái arrow version này. Tôi sẽ gọi đến cái hàm gọi là handle visitor. Rồi tôi cũng chuyển cái event vô cái hàm handle visitor này. Thì bây giờ tôi sẽ đi định nghĩa là cái hàm handle register này. Đây, tôi sẽ lên trên này và tôi sẽ tạo ra cái hàm gọi là handle register đây. Thì đầu tiên thì tôi sẽ gọi event chấm event default. Tôi sẽ gọi event chấm event default để tránh cái trường hợp mà nó defect hay là denote lại cái form á. Thì ứng với cái button mà có cái type mà submit này này, thì cái hành vi mặc định của nó khi mà click vô cái button thì nó sẽ defect hoặc là denote lại cái form á. Thì là tôi sẽ gọi event chấm event default như vậy. Tôi theo chẳng hạn như tôi test thử xem là cái button này nó có vừa không, thì tôi sẽ anner đi chẳng hạn, tôi sẽ anner này là test chẳng hạn. Rồi theo tôi nick cho save này. Rồi theo tôi nên lại trình duyệt này. Tôi nick cho button save này. Đó thì nó sau cái anner test như vậy này. Rồi theo tôi test thử xem là cái value mà chẳng hạn thì tôi nhập cho cái field username này xem nó có nhận được cái value hay không ạ, thì tôi sẽ test thử như sau. Ở chỗ này thì bây giờ tôi sẽ anner này, tôi sẽ có cái dấu rectangle này, và tôi sẽ có cái test này. Rồi theo tôi sẽ có cái donut này, mở đóng dấu bậc nhọn này, và tôi sẽ có div chấm tay và chấm username chẳng hạn. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Chẳng hạn như tôi sẽ nhập cho cái name là ABC chẳng hạn. Tôi click vào save này. Đó thì các bạn thấy là nó adder này là test ABC này, tức là cái value ở trong mấy cái field này nó đã hiểu rồi này. Chỗ này tôi sẽ comment lại này. Rồi tiếp theo thì ở cái chỗ này này. Thì bây giờ tôi sẽ có một cái biến net này, tôi sẽ có một cái đối tượng gọi là chẳng hạn như là user chẳng hạn. Đó, thì tôi sẽ bằng đầu tiên là tôi sẽ có cái field là ID này, ID tôi sẽ có cái div chấm tay, và tôi sẽ đối với trường hợp mà đăng ký ấy, thường thường thì cái field ID thường thường chúng ta sẽ không có nhận, mà chúng ta sẽ cái phần ID thì nó sẽ được generate ra ở cái phần test full API ở backend ấy. Thì là cái chỗ này tôi sẽ bỏ cái field ID đi, tôi sẽ để là username. Tôi sẽ gán cho nó cái value là bằng div chấm tay chấm username, rồi theo là password. Tôi sẽ gán cho nó bằng div chấm tay chấm password, rồi theo là cái email thì tôi sẽ gán cho nó bằng div chấm tay chấm email. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ xử lý để mà con cái API này, tôi sẽ còn cái API như sau. Thì tôi sẽ sử dụng cái test API, thì đây là một cái API mà thằng JavaDeep nó cung cấp cho chúng ta, thì tôi sẽ sử dụng cái test API này để mà con cái API này. Đây tôi sẽ con đến cái API này này, đó. Ở cái đường dẫn là localhost bot 4000 mà xuyệt user này này, thì tôi sẽ copy cái API này. Rồi theo tôi sẽ thêm cho nó cái thông số là method này, tôi sẽ cho method là post. Rồi theo là header.
Header tôi sẽ cho nó cái thuộc tính content type. Tôi sẽ cho content type là bằng application chuyển session. Tiếp theo là cái body. Body tôi sẽ gọi là JSON và gọi là hàm changify. Và tôi sẽ chuyển cái đối tượng user rồi. Rồi theo thì ở chỗ này tôi sẽ chấm đen. Thì khi mà cái thực hiện cái việc gọi cái API để mà thực hiện cái việc mà đăng ký người dùng á, thì chúng ta sẽ nhận về được cái default. Thì tôi sẽ có cái đen này, rồi default này. Thì chẳng hạn như chỗ này tôi sẽ another name chẳng hạn. Tôi sẽ another name là chẳng hạn là digital success chẳng hạn. Đây này, tôi sẽ thêm cái ID này, digital successful này. Đó. Rồi trường hợp mà nếu mà nó bắt được error á, thì tôi sẽ gọi get. Tôi sẽ bắt cái error đây này. Thì trong trường hợp mà có error tôi sẽ another name chẳng hạn. Tôi sẽ another name là valid này. Và tôi sẽ cộng với cái lỗi là tôi sẽ gọi error này chấm message. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi cầu say này. Rồi tiếp theo tôi sẽ lên lại trình duyệt này. Và tôi sẽ test thử cái chức năng visitor này. Thì bây giờ chẳng hạn thì tôi sẽ nhập cái user của tôi vô chẳng hạn. Chẳng hạn như là bạn test 1 đi. Tiếp theo là nhập password này. Tiếp theo tôi sẽ nhập cái email của tôi vô. Rồi tiếp theo tôi đi cho say này. Đó thì các bạn thấy là nó sau đây là visitor success này. Tôi đi cho ok này. Tiếp theo tôi sẽ qua cái phần Redpool API của tôi này. Tôi sẽ refresh này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái phần Redpool API thì bây giờ các bạn thấy là nó đã lưu trữ cho tôi một cái thông tin, một cái user như vậy này. Đó. Chẳng hạn như là nó có một cái user gọi là ứng với cái username này, password này, email này. Còn cái ID thì nó tự generate cho tôi này. Thì chẳng hạn như là cái ID này tôi sẽ set lại cái value cho nó bằng cái giá trị của cái username luôn này chẳng hạn. Thì cái ID thì tôi sẽ set lại cái value cho nó là bằng cái username. Thì bây giờ tôi sẽ set lại cho nó như sau. Thì ở chỗ cái đối tượng user này này thì tôi sẽ có cái ID này. Và tôi sẽ set cho nó bằng bit.tay.username. Đây tôi sẽ copy cái chỗ này lên này. Đó. Rồi theo tôi đi cho save này. Rồi theo tôi lên lại trình duyệt này. Thì chẳng hạn như bây giờ tôi sẽ nhập cho một cái username khác chẳng hạn. Hoặc là cái data trong cái phần JSON server này tôi sẽ xóa đi chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ xóa cái data này đi và tôi sẽ nhập lại cái user của tôi này. Video save này. Đây, tôi sẽ quay lại cái file cái form register này, tôi sẽ nhập cái username của tôi vô này. Tôi sẽ nhập cho là mạng đẹp 1 này. Rồi theo tôi nhập password này. Rồi theo tôi nhập email này. Rồi theo tôi đi cho save này. Đó thì nó cũng đăng ký success này. Thì tôi sẽ refresh lại cái Redpool API này. Đó thì bây giờ các bạn thấy là cái data của một cái user mới nó đã xử lý cho tôi như vậy. Nó lưu trữ cho tôi như vậy. Đó. Đó thì như vậy hôm nay tôi đã demo cho các bạn làm cái chức năng editor. Thì cái video của tôi hôm nay thì nó cũng đã rất là dài rồi. Đó thì hôm nay tôi xin tạm dừng cái video dẫn của tôi tại đây. Thì ở cái buổi tiếp theo tôi sẽ đi demo cho các bạn làm cái chức năng login. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn ở cái buổi tiếp theo. Đó. Thì hôm nay tôi xin tạm dừng video dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.